nhớ đi hái dâu thôi. Đó rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Ủa mà mọi người đang ở vườn dâu ở tại Seoul. Ê, cả nhà thấy trái dâu không ạ? Dâu lồng thòng rất là dễ thương. Yes. Ui ui ui. Những trái dâu rất là to. Rất là to cả nhà ơi. Đấy, và được hái và ăn tại chỗ luôn, còn được tặng mang về nữa. Yes. Đây là nông trại dâu tại Seoul. Ở một cái tỉnh rất là xa, phải đi tới khoảng là 2 tiếng đồng hồ, ở 1 tiếng đồng hồ mới tới được vườn dâu này. Và trái dâu ở đây rất là sạch các anh chị. Đó, rất là sạch, trồng là mình có thể hái và mình ăn luôn. Quá. Ăn không? Ôi dồi ôi, rất là đẹp. Wow. Quả dâu chín đây mộng. Là lần đầu tiên mà mình được đi hái dâu, tự là rất là hạnh phúc luôn quý vị. Đây là những bây giờ Phụng sẽ hái nha. Được trồng từ mật ong. Giờ Phụng sẽ hái dâu nha. Wow. Quá đẹp luôn. Rất là to. Yes. Cô gái Việt Nam mà sang Hàn Quốc hái dâu. Rồi, cả nhà ơi hãy cố lên nó mà hôm ngày hôm nay cùng bà Tho và cùng cả đoàn Amway Việt Nam đi hái dâu là các bạn rất là tuyệt vời, một cảm giác rất là tuyệt khi mà được đến trực tiếp trên vườn dâu để hái những cái quả dâu quá rất là gọi là gì chín mộng luôn rồi chín mộng và sau đó mình ăn tại chỗ. Không những như vậy thì Amway còn tặng để đem về nữa. Đây, và tất cả những gì mà chúng ta đang làm Amway đã nhìn thấy và chúng ta hãy nỗ lực hết sức mình các bạn nha, trong những năm tới chúng ta sẽ cùng nhau du lịch với Amway đúng không ạ, và cùng nhau cày và cùng nhau bay khắp mọi nơi được không các bạn. Ok, rất là tuyệt vời và cũng rất là tin tưởng là tất cả chúng ta đều sẽ làm được với Amway các bạn ạ. Chắc chắn là chúng ta sẽ làm được các bạn nha. Hãy nỗ lực hết sức mình. Tất cả những gì chúng ta đang làm, chúng ta đang phấn đấu thì ngày hôm nay Amway mong chờ về phía hy vọng tất cả chúng ta được thành công, đúng không ạ? Và Amway luôn đứng đằng sau luôn để hỗ trợ chúng ta và cho chúng ta những giá trị rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và cũng luôn tin tưởng tất cả các bạn, tất cả các đồng hồ chúng ta và đội nhóm hệ thống chúng ta ngày càng phát triển lớn hơn và càng gọi là gì nhiều những người lãnh đạo chúng ta đi du lịch nhiều hơn. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những chuyến đi sắp tới nha, 2019-2020. Ăn ăn
ăn dâu. Hái xong ăn tại chỗ luôn. Các anh chị cảm nhận thế nào? Ngon quá. Quá ta luôn, không biết này đứng là đẩy là được hay không đây. Nào. Quá ngon. Yes, ok. Cảm giác rất là lãng mạn. Đây, một cái đội của chúng ta đây. Mọi người rất là nỗ lực tranh thủ. Yeah. Quá ngon, quá vui. Bây giờ là lúc mà cảm giác gọi là feel nhất, đó chính là cùng nhau ăn dâu. Nó bài bún, nó bài ăn. Rồi bây giờ nè, bún xuống nước, cầm cái dâu lên cắn một cái coi. Thôi đâu rồi, thôi cầm cái dâu lên cắn một cái nè. Thôi ngồi cắn được rồi em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.